Võ Thần Chúa Tể Chương 5379, Hắc Minh Phủ Hoàng, lúc này, tại thời điểm Tần Trần ở đấy tử hải săn giết thần mang lôi đình thú, trên bầu trời tử hải, trong gió lốc tử hải vô tận, những hạt mưa tử hải lọc bọc đánh vào hai bóng người xám xịt, chính là già La Minh Tổ và ảnh ma quỷ tổ, lúc này, hai người hành tẩu trong hư không vô tận, không ngừng tới gần chỗ sâu nhất của tử hải, ven đường, ngẫu nhiên có minh hồn thú tập kích mà đến, nhưng vô luận là tử hải phong bạo hay là những này tập sát mà đến minh. Hồn thú đều không cách nào thương tổn đến bọn họ mảy may. Hai người tại cái này tử hải phong bạo chủng như vào chỗ không người, cực kỳ thoải mái thoải mái thoải mái, quanh, phía dưới, tử hải nước biển kích động, và la minh tổ dừng bước, cúi đầu nhìn xuống tử hải, nhíu mày, đại nhân, làm sao vậy? ảnh ma quỷ tổ nghi hoặc, tử hải phía dưới tự hồ không bình tĩnh, chẳng lẽ nói, có cái gì chiến đấu tại trong tử hải phát sinh, ảnh ma quỷ tổ sửng sốt một chút, trên mặt lạnh như băng đúng là nặng ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói, đại nhân, nơi đây chính là bên trong tử hải, toàn bộ di khí chi địa trừ đại nhân ra. Lại có ai có thể chiến đấu ở đấy tử hải này, minh hồn thú dẫn ra ngoài sang giết mà thôi, và la minh tổ nghĩ nghĩ, cũng đúng, ngạo nghễ cười, từ lần trước bổn tọa lặng xuống đấy tử hải, sau khi giết chết mấy đầu cự đầu, minh hồn thú nào đều học ngoan, lại hợp thành liên minh gì đó, động một đầu, tất cả minh hồn thú cấp cự đầu đều sẽ bị kinh động, khiến cho bổn tọa không tốt xâm nhập đáy tử hải săn giết. Hơn nữa, một ít minh hồn thú cường đại sợ là đều đã nhớ rõ khí tức của bổn tọa ở trên mặt biển này. Nhìn thấy bổn tọa sẽ rời đi. Quên đi, ở chỗ này phỏng chừng cũng không có thu hoạch gì. Và La Minh tổ lắc đầu, đi thôi, hai người nhanh chóng chạy tới chỗ sâu hơn của tử hải, đột nhiên, hai người dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía tử hải bảo táp phía trước, ô ô ô, chỉ thấy phía trước trong tử hải bảo táp, vô số minh hồn thú tụ tập, đang vây công một tôn cầm trong tay hắc ám cự phủ cường giả, cường giả cự phủ này thân hình khôi ngô, cao chừng trăm trượng, một búa đánh ra, kết hợp với lực lĩnh vực, mỗi lần đánh rơi, đều có minh hồn thú vây công ngã xuống. Chiến phủ kia quét ngang một cái, càng là trong nháy mắt đem hơn 10 đầu minh hồn thú vây công phía trước đánh lui ra nhưng số lượng minh hồn thú vây công quá nhiều, dày đặc tê dại, quả thực không để ý sinh tử. trong khoảnh khắc đã đem cự phủ cường giả kia súng lại chật như nêm cối. những này vây công minh hồn thú tuyệt đại đa số mặc dù chỉ có nhị trọng siêu thoát cấp bậc, nhưng là phòng ngự cực kỳ kiên cố, lại kết hợp tử hải bảo tát, cấm khu chi chủ cấp cự phủ cường giả triều chiến bộ ở những này minh hồn thú trên người mặc dù ngẫu nhiên có đánh chết nhưng không cách nào phá vỡ một đạo đầy đủ thông đạo để cho mình chạy trốn ra ngoài, mấu chốt nhất là trong những minh hồn thú này còn có một đầu cự đầu minh hồn thú siêu thoát cấp 3 tầng, minh hồn thú này ẩn núp trong đại quân, cả người bị giáp sát cứng trắng, thường thường đánh lén cường giả Cự phủ kia, nhất thời làm cho cường giả Cự phủ này đỡ trái đỡ phải, trên người liên tiếp thêm vết thương, cả người máu tươi, đại nhân là Hắc Minh phủ hoàng. Nhìn thấy cường giả cầm hắc ám Cự phủ, con ngươi ảnh ma tổ ngưng tụ hả thật đúng là hắn già la minh tổ ánh mắt lóe lên khóe miệng cong lên vẻ tươi cười đi qua đó xem thử già la minh tổ bước ra hư không lưu chuyển trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở chiến trường này sau đó vung tay lên với đại quân minh bối trước mắt oanh một đạo sát ý công kích khủng bố thổi quét trong phút chốc chừng hơn trăm đầu minh bối đại quân bị đánh bay ra ngoài Vỏ sò so cứng trắng nhất trên người chúng đều bị già la minh tổ một kích này trực tiếp nát bấy, bị chôn vùi thành hư vô. Mà lúc này ảnh ma quỷ tổ cũng là trong nháy mắt dết vào chiến trường, phốc phốc phốc, ngà mi thứ trong tay hắn hóa thành một đạo lưu quan vô kiên bất tội, nở rộ sát ý khủng bố, trong nháy mắt xuyên thủng hơn trăm đầu minh bối minh hồn thú, đem thân thể của chúng nó tất cả đều xuyên cùng một chỗ, trực tiếp dạo sát thành hư vô, là ai, cảm nhận được công kích ở đây. Hắc Minh Phủ Hoàng trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, sau khi hắn nhìn thấy là già La Minh Tổ và ảnh ma quỷ tổ, trong lòng. Nhất thời mừng rỡ, già La thành chủ. Ảnh ma huynh, là các ngươi, Hắc Minh Phủ Hoàng trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới ở chính mình mắt thấy liền muốn chống đỡ không được, ngã xuống ở chỗ này thời điểm, lại sẽ gặp phải cứu viện như vậy, già La Minh Tổ có thể đảm nhiệm vị trí thành chủ di khí chi thành thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, chính là một nhóm cao cấp nhất di khí chi địa, hơn nữa ảnh ma quỷ tổ, ba người bọn họ liên thủ, muốn giết đi, hẳn là không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Hắc Minh Phủ hoang vội. Vàng nhắc nhở, và la thành chủ. Ảnh ma huynh, những thứ này là tọa diện minh bối đại quân trong tử hải, lấy phòng ngự cực kỳ nổi tiếng, ngoài ra, thủ lĩnh của bọn chúng càng là cự đầu cấp minh hồn thú, cho dù là lấy bổn tọa công kích, cũng không cách nào đánh phá phòng ngự hai vị ngàn vạn lần cẩn thận chỉ là hắn còn chưa dứt lời đầu lĩnh cự đầu minh bối sau khi nhìn thấy già la minh tổ trong con ngươi nhất thời toát ra một tia kinh sắc là ngươi trong mắt minh bối thủ lĩnh hiện lên một tia hoảng sợ quỷ tu đáng chết hôm này coi như ngươi may mắn trước tha cho ngươi một mạng các hài nhi chúng ta đi lạnh lùng nhìn hắc minh phủ hoàng thủ lĩnh minh hồn thú này không nói hai lời đúng là xoay người lao về phía tử hải phía dưới, thình thịch một tiếng, trong nháy mắt mang theo vô số minh bối minh hồn thú nhảy vào trong tử hải, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, ảnh ma quỷ tổ thấy vậy, thân hình nhoáng lên, vừa định đuổi theo đã bị già la minh tổ ngăn cản, để chúng đi, chỉ cần giết một đầu cự đầu cấp minh bối, hồn tin của nó đối với bổn tọa mà nói đã là vô dụng. Già la minh tổ thản nhiên nói, Ảnh ma quỷ tổ lập tức dừng lại, cung kính đứng một bên. Cách đó không xa, Hắc Minh phủ Hoàng nhìn Minh hồn thú trong nháy mắt đã đi không còn một mảnh, cả người nhiễm máu, thần sắc cũng có chút phát mộng, tình huống gì, những Minh hồn thú này khi nào thì dễ nói chuyện như vậy. Tuy rằng bọn họ bên này có ba tôn cấm khu chi chủ cường giả, nhưng là những này Minh hồn thú luôn luôn không sợ trời không sợ đất, như thế nào cũng không đến mức thoáng cái chạy không còn một mảnh đi, Hắc Minh đa tạ già la thành chủ cùng ảnh ma huynh xuất thủ tương trợ. Trong lòng tuy khiếp sợ, nhưng Hắc Minh Phủ Hoàng vẫn vội vàng tiến lên hành lễ. Hắn biết rõ, những minh hồn thú này sợ dĩ rời đi, hoàn toàn là bởi vì già La Minh Tổ và ảnh ma quỷ tổ đã đến. Hắc Minh Huynh, sao ngươi lại bị nhốt trong tử hải phong bạo? Ảnh ma quỷ tổ nghi hoặc hỏi, Hắc Minh Phủ Hoàng lộ vẻ chua xót nói, tại hạ quanh năm rèn luyện trong tử hải, cho nên đối với tử hải này cực kỳ quen thuộc, lần này bởi vì nâng cao, chỉ là mang theo người dưới trướng đi tới cấm địa tử hải, ai biết nửa đường bị gió lốc tử hải bao vây. Còn gặp phải đại quân tọa diện minh bối, vừa rồi nếu không phải nhị vị chạy tới, tại hà sợ là lành ít dữ nhiều, và la minh tổ thở dài một tiếng, tử hải nguy hiểm, một mình ngươi đi tới cấm địa tử hải đích xác có chút nguy hiểm, không bằng tiếp theo cùng chúng ta đi thôi, vậy đa tạ già la thành chủ. Hắc Minh Phủ Hoàng vội vàng kích động chắp tay, đúng rồi, Hắc Minh Huynh, Người trước đó có từng gặp qua cái kia quỷ vương điện minh chủ cùng xăm minh quỷ vương mấy người. Hắc Minh Phủ Hoàng lắc đầu nói, trước đây tại Hạ vẫn luôn rèn luyện ở tử hải. Đối với việc này cũng chỉ là nghe nói mà thôi, lúc trước chưa từng gặp qua xăm minh quỷ vương cùng mấy người kia, như thế nào, Hắc Minh Phủ Hoàng nghi hoặc nhìn qua, và La Minh Tổ cười cười, tìm bọn họ có một số việc, bất quá ngươi đã gặp qua cũng không sao, chúng ta đi thôi, và La Minh Tổ lao thẳng về phía trước. Hắc Minh Huynh, đi thôi." Ảnh Ma Quỷ tổ tiến lên vỗ vỗ bả vai Hắc Minh phủ hoàng, cười nói, Hắc Minh phủ hoàng gật đầu, xoay người lao về phía già La Minh tổ, trong lúc bay lướt không khỏi nghi hoặc nói, "Đúng rồi già La thành chủ." "Vì sao thủ lĩnh Minh bối lúc trước nhìn thấy ngươi lại hoảng sợ như vậy? Già La thành chủ quanh năm ở Di Khí chi thành bế quan, tự hồ rất ít khi tới nơi sâu trong tử hải này, ngươi muốn biết." Già La Minh tổ quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, Hắc Minh Phủ Hoàng gật gật đầu, lát nữa ngươi sẽ biết. Và La Minh Tổ mỉm cười, cái gì, Hắc Minh Phủ Hoàng sửng sốt, có ý gì? Đúng lúc này, phía sau lưng của hắn mãnh liệt truyền đến một trận đau nhức, chợt nghe phù suy một tiếng, ảnh ma quỷ tổ trong tay Nga Mi Thứ chẳng biết lúc nào lại đã mạnh mẽ đâm vào trong thân thể của hắn. Một cổ khủng bố sát ý trong thân thể của hắn bộc phát ra, ngươi, ảnh ma quỷ tổ, ngươi vì sao? Hắc Minh Phủ Hoàng trống giận, hắn làm sao cũng không nghĩ ảnh ma quỷ tổ lại đánh lén mình. Trong cơn đau kịch liệt bất chấp cái khác, Hắc Minh Phủ Hoàng vội vàng thúc giục Hắc Minh lĩnh vực của mình. Quanh một tiếng, khủng bố lĩnh vực tràn ngập, hung hăng va chạm ở ảnh ma quỷ tổ trên người, muốn đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời trong tay hắn hắc ám cự phủ phúc chốc xuất hiện, đối với ảnh ma. Quỷ tổ chính là điên cuồng bổ xuống. Bùng! Cựu phủ kinh thiên mang theo hủy diệt minh khí vô tận lao thẳng tới, nhưng mà đúng lúc này, một cái vững vàng hữu lực bàn tay lớn phút chốc xuất hiện, đúng là cầm lấy hắn bổ xuống minh phủ, quanh một tiếng, trên bàn tay kia khủng bố sát ý kích động, mặc cho hắc minh phủ hoàng dùng sức như thế nào, đều không cách nào bổ xuống mảy may, một gã tam trọng siêu thoát cấp toàn lực một kích, đúng là như vậy bị cứng rắn giam cầm ở trong hư không, không chút nhúc nhích, chủ nhân bàn tay to kia chính là và la minh tổ lúc này khóe miệng hắn cong lên mỉm cười nhàn nhạt nhìn hắc minh phủ hoàng ánh mắt kia giống như đang nhìn một người chết và la thành chủ ngươi vì sao hắc minh phủ hoàng trừng mắt kịch liệt hốc mắt bạo liệt trong thất khiếu tràn ra máu tươi nga mi của ảnh ma tổ không ngừng bộc phát sát ý khủng bố điên cuồng bộc phát trong thân thể hắn khiến khí lực cả người hắn trong nháy mắt biến mất không ngừng trôi đi các bạn đang nghe truyện tại tán tu Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nghe những bộ truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.